Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là các nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Lợi dụng dịch bệnh xe quá khổ quá tải lộng hành trở lại. Trong tháng 11 sẽ có 6 tỉnh thành khai tử hóa đơn giấy. Dự án treo gần 20 năm giữa lòng thành phố ở Lào Cai. Đâm chém nhau vì mâu thuẫn đất đai, nhận 23 năm tù ở Lâm Đồng. Tại Đà Nẵng, sau nhiều ngày liên tục phát hiện ca nhiễm COVID trong cộng đồng, chính quyền địa phương cùng ngành y tế đang tổ chức xét nghiệm diện rộng để kịp thời sàng lọc F0. Trong đợt này, nhân viên nhà hàng, quán ăn và đại diện hộ gia đình là những đối tượng được lựa chọn lấy mẫu. Theo kế hoạch, mỗi nhà hàng, quán ăn lựa chọn xét nghiệm cho 30% người lao động đại diện của mỗi bộ phận. Trường hợp cơ sở kinh doanh có dưới 3 lao động thì xét nghiệm ít nhất 1 người. Đây là nhóm đối tượng nguy cơ cao do tính chất công việc tiếp xúc nhiều nên việc xét nghiệm giúp tạo tâm lý yên tâm. Ngày đi làm em tiếp xúc với rất là nhiều người, nên cái việc xét nghiệm này là một việc em thấy là rất là cần thiết và mang lại cho bản thân em cũng như là mọi người sự yên tâm. Cũng trong đợt này, thành phố Đà Nẵng còn mở rộng đối tượng xét nghiệm cho 30% đại diện hộ gia đình. Đặc biệt lưu ý, đối tượng đến hoặc về Đà Nẵng trong vòng 14 ngày qua nhưng chưa xét nghiệm, những người có yếu tố di chuyển, tiếp xúc nhiều cũng được ưu tiên lựa chọn lấy mẫu. Nói chung rằng là cái cách xét nghiệm chúng tôi là mẫu gộp. 10 người như vậy trong một hàng ghế chúng tôi sẽ gộp vào trong một mẫu. Và chính cái mẫu gộp này giúp cho chúng tôi làm nhanh hơn và tiến độ nó sẽ đạt hơn cái tiêu chuẩn mà mình đề ra. Ban chỉ đạo đã xác định rất rõ rồi. Đó là gì? Xét nghiệm vẫn là một trong biện pháp cơ bản về việc kiểm soát dịch và phát hiện sớm. Nên chúng ta không thể buông bỏ được cái việc này. Và tôi đề nghị là phải xác định rất rõ các cái đối tượng cần phải xét nghiệm và các cái địa bàn cần phải xét nghiệm tầm soát. Hiện tại, Đà Nẵng liên tục ghi nhận hàng chục ca mắc COVID-19 mỗi ngày, trong đó nhiều ca cộng đồng chưa xác định nguồn lây. Dự kiến sắp tới, thành phố sẽ xét nghiệm theo từng giai đoạn để sàng lọc, sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Sau khi xuất hiện một số ca mắc COVID-19, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp ứng phó. Đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố cơ bản vẫn được kiểm soát tốt. Ngay sau khi xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, thành phố Hưng Yên thiết lập ngay 4 vùng cách ly tạm thời trên địa bàn phường An Tảo, xã Quảng Châu và Hồng Nam. Truy vết và tổ chức cách ly cho 170 trường hợp F1 và trên 1.000 trường hợp F2, lấy gần 40.000 mẫu xét nghiệm. Thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 được trên 89.000 người, trong đó trên 50.000 người đã được tiêm đủ 2 mũi. Thành phố Hưng Yên cũng ban hành kế hoạch thành lập 17 trạm y tế lưu động tại 17 phường xã, lắp đặt 30 trạm sát khuẩn tự động tại các điểm công cộng và duy trì 89 tổ COVID cộng đồng, 85 tổ phòng dịch tại các chợ, nhà chung cư, doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch, xử phạt nghiêm các trường hợp không thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch. Thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đã triển khai có hiệu quả việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Tuy nhiên, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 11, một đoàn khách du lịch từ Hà Nội lên Sapa du lịch đã phát hiện trường hợp bị mắc COVID-19, khiến cho quá trình phục hồi du lịch ở vùng đất này gặp nhiều khó khăn. Trước những diễn biến mới của dịch COVID-19 trên địa bàn, chính quyền thị xã Sapa đã khẩn trương chỉ đạo công tác phòng chống dịch theo quy định, nhưng vẫn đảm bảo để các hoạt động du lịch được hoạt động bình thường. Để hỗ trợ cho hoạt động du lịch trên địa bàn, ngày 9 tháng 11, tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 389 về việc phục hồi du lịch trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Một festival mang tên Tinh Hoa Tây Bắc Hương Sắc Lào Cai sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 với các hoạt động như lễ hội thổ cẩm Tây Bắc Câu Chuyện Tình Yêu, chương trình Roadshow thổ cẩm, chương trình thời trang nghệ thuật thổ cẩm Tây Bắc. Đặc biệt, festival lần này sẽ tái hiện lại chợ tình Sapa theo 8 đại cảnh chính trong không gian khuôn viên, để du khách trải nghiệm bao gồm đi chợ phiên Sapa, nơi tình yêu bắt đầu hò hẹn kéo vợ. Hiện nay thì các cái hoạt động trên địa bàn của thị xã về lưu trú, rồi ăn uống, kinh doanh vận tải vẫn diễn ra bình thường. Thị xã vẫn các cơ sở lớn lưu trú vẫn thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch và đón khách. Rồi cũng chưa có một cái lệnh cấm nào là đóng cửa tất cả các cái cơ sở lưu trú cũng như nhà hàng. Hy vọng rằng là
trong cái đợt cái làn sóng này để là Sapa là an toàn. Thế mà theo kế hoạch của tỉnh từ ngày 19 đến 21 tháng 11 này thì tỉnh vẫn tổ chức, có kế hoạch vẫn tổ chức cái sự kiện là Tinh Hoa Tây Bắc. Việc tổ chức kế hoạch 389 của tỉnh Lào Cai kỳ vọng sẽ góp phần từng bước phục hồi thị trường khách du lịch nội địa, khôi phục lại ngành du lịch, tạo điều kiện cho những người có nhu cầu đến tham quan du lịch tại tỉnh Lào Cai được hưởng các dịch vụ sản phẩm du lịch tốt nhất trong điều kiện cho phép, duy trì và khẳng định thương hiệu Lào Cai, điểm đến an toàn. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đang từng bước phục hồi kinh tế xã hội ở trạng thái bình thường mới. Các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội được áp dụng nhưng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn. Để dịch bệnh không còn lây lan qua đường xuất nhập cảnh, đặc biệt là cao điểm cuối năm, Công an cửa khẩu Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đang thực hiện phòng chống dịch ở mức cao nhất. Các cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu là một trong những lực lượng tuyến đầu tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong suốt 2 năm qua, đây là lực lượng luôn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao. Do đó, ngay từ khi dịch có nguy cơ diễn biến phức tạp, đơn vị đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm. Bố trí một cách hợp lý cái số lượng cán bộ chiến sĩ công tác trong các ca hàng ngày để đảm bảo và cái số lượng cán bộ chiến sĩ tiếp xúc với hành khách có nguy cơ lây nhiễm là ít nhất. Thứ hai là thực hiện các cái mô hình như 3 tại chỗ tại đơn vị hoặc là một cung đường 2 địa điểm để cho cán bộ chiến sĩ đi làm đảm bảo an toàn. Trong đợt dịch COVID thứ tư kéo dài vừa qua, sân bay Tân Sơn Nhất đã tạm ngưng các chuyến bay thương mại quốc tế. Tuy nhiên, các chuyến bay thực hiện nhiệm vụ đưa đón công dân, chuyên gia bị mắc kẹt ở trong và ngoài nước trở về vẫn được duy trì đều đặn. Dù phải thực hiện 3 tại chỗ, áp lực, nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng các cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu vẫn luôn tập trung vào phòng dịch, vừa nỗ lực hết mình để mang lại sự thuận tiện, hài lòng cho khách hàng. Trong những dịp cuối năm gần đây, sắp tới đây thì lưu lượng khách quốc tế sẽ tăng. Thì các anh em công an cửa khẩu Cảng không quốc tế Tân Nhất vẫn cố gắng đảm bảo tốt về vấn đề là phòng chống dịch cũng như là đảm bảo tốt về việc là phục vụ cho lưu lượng khách xuất cảnh tốt. Hiện sân bay Tân Sơn Nhất đang có khoảng 15 chuyến bay quốc tế mỗi ngày đưa đón hàng ngàn lượt hành khách, chuyên gia ra vào Việt Nam. Việc kiểm soát kiểm dịch trong tình hình mới để nhanh thủ tục xuất nhập cảnh đang được công an cửa khẩu và các đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ, từ đó tạo sự tin tưởng cho bạn bè quốc tế khi đến Việt Nam. Đến nay, công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn luôn duy trì đảm bảo là vùng xanh, chưa phát hiện các trường hợp lây nhiễm cộng đồng trong đơn vị. Trong thời gian cao điểm cuối năm, khi các chuyến bay thương mại quốc tế dần được nối lại, thì việc kiểm soát dịch bệnh ngay từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ hạn chế lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, góp phần kích cầu kinh tế, du lịch cho thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Việc áp dụng hóa đơn điện tử trong thời gian qua đã mang lại nhiều lợi ích như giảm thời gian, chi phí về hóa đơn cho doanh nghiệp, góp phần hạn chế các hành vi gian lận về hóa đơn. Để tiến tới thay thế cho hóa đơn giấy, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123, quy định rõ lộ trình triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc. Ngay trong tháng 11 này, có 6 tỉnh thành sẽ bắt đầu từng bước chia tay với hóa đơn giấy. Kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, thực phẩm, doanh nghiệp này không ít lần gặp phải vướng mắc khi sử dụng hóa đơn giấy. Chuyển đổi sang hóa đơn điện tử đã mang lại nhiều lợi ích thấy rõ. Rất nhiều chi phí. Thứ nhất đó là chi phí in ấn cái hóa đơn này. Thứ hai nữa là chi phí chuyển phát nhanh cho khách hàng. Nếu khách hàng không ở tại địa bàn mình, không ở trong thành phố mình thì sẽ phải chuyển phát nhanh cho khách hàng. Và thứ hai nữa là cũng đúng là rất dễ bị thất lạc hóa đơn trong lúc gửi, hoặc là khách hàng hoặc là bên mình có thể là mất hóa đơn. Nhưng từ khi mà sử dụng hóa đơn điện tử ấy, thì bên mình đã không còn phải lo lắng những cái chi phí đó và cũng không tránh được cái việc thất lạc hóa đơn. Vừa nhanh vừa tiện và thứ hai nữa là cũng bảo vệ môi trường nữa. Mọi người đều rất là hưởng ứng cái việc mà sử dụng cái hóa đơn điện tử như bây giờ. Ngay trong tháng 11, Tổng cục Thuế sẽ triển khai hệ thống hóa đơn điện tử theo hình thức trực tuyến tại 6 tỉnh thành: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định. Khi đó, toàn bộ các hoạt động kinh doanh phải xuất hóa đơn điện tử, chỉ trừ một số đối tượng không giao dịch với cơ quan thuế bằng hình thức điện tử. Cái dữ liệu hóa đơn điện tử rất là lớn và đối với các tỉnh, 6 tỉnh triển khai giai đoạn 1, thì Tổng cục Thuế đã ước lượng đâu đó nó có thể khoảng phát sinh khoảng 4 đến 5 tỷ hóa đơn một năm. Chính vì vậy Tổng cục Thuế cũng nhận thức được là cái việc triển khai cái phần hạ tầng công nghệ thông tin là cực kỳ quan trọng. 6 tỉnh sẽ triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 1 chiếm tỷ lệ tới 60 đến 70% số lượng hóa đơn mà các tổ chức cá nhân đang sử dụng trên toàn quốc.
Do vậy, nếu triển khai thành công sẽ tạo thuận lợi cho việc triển khai tại 57 địa phương còn lại. Chuyển sang hóa đơn điện tử thì nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí in ấn cũng như đi lại của người dân. Thế và đồng thời nó cũng hạn chế được cái gian lận nhờ cái sự minh bạch của nó. Tất nhiên là quá trình chuyển đổi thì theo tôi nghĩ là nó cũng cần phải có một cái thời gian nhất định. Thì trước tiên là chúng ta thực hiện ở các thành phố lớn, đấy là nơi có nhiều doanh nghiệp lớn, có những cơ sở vật chất nó hiện đại hơn thì người ta sẽ dễ dàng áp dụng được cái hóa đơn điện tử hơn. Đánh giá về kế hoạch triển khai, ông Vũ Tuyến Lộc, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng chính phủ cần có những lộ trình gắn với các giải pháp cụ thể vì đặc thù cơ sở vật chất ở các địa phương sẽ khác nhau. Tôi nghĩ là các cái giải pháp về cái thực hiện hóa đơn điện tử cũng là một trong những cái cải cách quan trọng trong việc nó tạo minh bạch hóa và giảm được các cái chi phí kinh doanh. Thì tuy nhiên quá trình thực hiện thì cũng phải có một cái lộ trình nó thích hợp để sự chuẩn bị của các doanh nghiệp và từ phía người dân, để làm sao cho cái việc đưa một cái giải pháp rất là tiến bộ vào cuộc sống nhưng mà nó không gây ra những cái sự gián đoạn hay gây ra khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp hóa đơn điện tử đã sẵn sàng từ hệ thống đến cơ sở vật chất để kết nối. Khi doanh nghiệp gửi hóa đơn đến sẽ nhanh chóng chuyển đến Tổng cục Thuế. Đặc biệt, có doanh nghiệp khẳng định việc kết nối, chuyển dữ liệu sẽ chỉ mất khoảng 1 giây để đến Tổng cục Thuế và ngược lại. Sở Công Thương Lâm Đồng cho biết qua thông tin của các tham tán thương mại Việt Nam tại một số quốc gia, mật ong Việt Nam được đánh giá cao trên thị trường, đặc biệt mật ong khu vực Tây Nguyên, trong đó có Lâm Đồng, được nhiều nhà nhập khẩu đánh giá cao về chất lượng mật. Nhằm phục vụ nhu cầu xuất khẩu mặt hàng mật ong, đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng của các nước trên thế giới, tỉnh Lâm Đồng tích cực tập trung hướng dẫn nông dân nâng cao chất lượng mật, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các liên kết nông dân nuôi ong, doanh nghiệp để đảm bảo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn. Được biết, mỗi năm Lâm Đồng sản xuất từ 1.500 đến 2.000 tấn mật ong, tập trung chủ yếu tại các địa phương như Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng, trong đó một lượng lớn xuất khẩu sang các thị trường trong khu vực và quốc tế. Khuôn viên cây xanh thuộc tổ 12 phường Nam Cường, thành phố Lào Cai được quy hoạch từ năm 2002, nhưng đáng chú ý là sau gần 20 năm với 3 lần điều chỉnh dự án trên bàn giấy, hơn 70 hộ dân trong khu vực này không thể an cư bởi dự án treo này. Những ngôi nhà lụp sụp có thể đổ sập bất cứ lúc nào, và có những gia đình 2-3 thế hệ sống chen chúc trong mấy chục mét vuông. Câu chuyện tồn tại ngay giữa lòng thành phố Lào Cai hàng chục năm qua. Ngôi nhà này đã được làm gần 40 năm, 7 người sinh sống trong ngôi nhà sập sệ này. Dù ba người con đã xây dựng gia đình, nhưng bà không thể làm thủ tục tách thửa ra ở riêng. Mưa gió thì không dám ở. Ở trong thì sập xuống. Nhà nước thì làm, mình không cho làm, sửa không cho sửa. Thì bây giờ cũng liều mà ở thôi, làm thế nào bây giờ. Đi xin tách mấy lần thì con cũng chật chội lắm, không có chỗ ở. Tương tự như vậy, dù có sổ đỏ chính chủ, nhưng gia đình cụ Nguyễn Văn Chất vẫn không thể xin được giấy phép xây dựng. Ở tuổi 85, đôi vợ chồng già vẫn phải đi thuê nhà ở, mặc dù mảnh đất của ông bà vẫn còn đó. Không biết là làm nào bây giờ, kêu ai với ai để cho nó hợp lý, nhưng cái chuyện mà nhà cửa chúng tôi, để chúng tôi yên tâm. Cái tuổi già gì. Cũng do nằm trong vùng quy hoạch nên ở đây không được đầu tư hệ thống điện nước sạch, sinh hoạt. Cùng với đó là tình trạng ô nhiễm môi trường và hàng loạt vấn đề bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Không biết rằng là bây giờ nhân dân ở đây thì chờ đợi đến bao giờ nữa. Để được như vậy là nhà nước quy hoạch và cho người dân như vậy là ở một cái nơi nào đó người ta được tự, người ta dựng nhà dựng cửa. Người ta có một cái cuộc sống thôi. Không khang trang đẹp đẽ lắm, nhưng ngược lại nó là gì, là không phải lo đến cái vấn đề như vậy là an sinh xã hội. Tình trạng quy hoạch treo thì còn tồn tại ở nhiều nơi, nhưng ngay giữa lòng thành phố mà quy hoạch treo đến gần 20 năm làm ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân và ô nhiễm môi trường thì là điều ngạc nhiên, hiếm thấy. Lợi dụng việc cơ quan chức năng đang phân tán lực lượng phòng chống dịch, xe quá tải trọng lại bùng phát trên nhiều tuyến đường. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11 tháng 11 tại tuyến cầu rẽ Pháp Vân, nhận thấy chiếc xe mang biển kiểm soát 29C54147 có dấu hiệu chở quá tải nên lực lượng ra hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên lái xe này bất hợp tác và cố thủ trong xe. Tuy nhiên, từ khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ cho đến hơn một tiếng sau, lái xe vẫn loanh quanh tìm đủ mọi lý do để không hợp tác. Thường là những xe chúng tôi dừng lại thì hầu như là đều lái xe ỷ lại là do chủ xe cầm giấy tờ nên gọi điện để cầu cứu và gọi điện để mang giấy tờ ra. Tuy nhiên là
có những xe là có giấy tờ nhưng mà nhất định không xuất trình, để lực lượng là phải thực hiện những rất là lâu như thế này. Thời gian qua, lợi dụng dịch Covid-19, tình trạng xe quá khổ, quá tải lộng hành trên tuyến đường cửa ngõ thủ đô Pháp Vân Cầu Rẽ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông số 3, Cục Cảnh sát giao thông bất ngờ kiểm tra và tiến hành xử lý xe quá tải trên tuyến đường này. Chỉ trong vòng 30 phút, đoàn công tác đã phát hiện hàng loạt xe chở quá tải, cơi nới thùng. Sau khi dịch chúng tôi triển khai trong 3 tuần, chúng tôi đã xử lý được 40 trường hợp về phương tiện vận tải chở quá tải trọng. Còn về cái thực trạng bây giờ trên cái tuyến này thì đối với cái phương tiện chở quá tải trọng và các cái phương tiện như chúng tôi vừa rồi kiểm soát ấy, thì thường là chỉ mức là dưới 30%. Trong tháng 10, thanh tra các sở giao thông vận tải và công chức thanh tra các cục quản lý đường bộ sử dụng cân sách tay đã tiến hành kiểm tra 3.326 xe, trong đó có 335 xe vi phạm, tước 82 giấy phép lái xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng. Nhằm giải quyết tình trạng giảm xe quá khổ quá tải, ngoài tăng cường phối hợp với các lực lượng kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, thời gian tới, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ triển khai thí điểm trạm cân tự động phạt nguội tại 16 cửa ngõ thủ đô. Trước tình trạng quá tải của bãi rác Nam Sơn, mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ chi thêm 170 tỷ đồng xây ô chôn, lấp và hồ chứa nước rác để tăng công suất bãi rác. Theo đó, thành phố sẽ xây dựng hồ sinh học khẩn cấp tại khu vực đất rộng 10,5 ha thuộc giai đoạn 2 bãi rác Nam Sơn, hồ chứa sinh học rộng trên 7 ha gồm hai hồ chứa nước rỉ rác và hạ tầng kỹ thuật đi kèm. Hạng mục khẩn cấp thứ hai là ô chôn lấp rác bằng công nghệ tường vây bê tông, cốt thép và ô chứa nước rác. Tổng chi phí hai hạng mục là 170 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 2 năm 2022. Việc xây dựng các hạng mục nêu trên nhằm tăng khả năng lưu chứa nước rác, chôn lấp rác đảm bảo an ninh môi trường, an toàn phòng chống dịch bệnh cho toàn bộ khu vực dân xung quanh, an toàn vận hành, tiếp nhận và xử lý rác thải tại bãi rác Nam Sơn. Đội Cảnh sát Điều tra Tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ 10 người về hành vi tổ chức test nhanh COVID-19 trái phép và bán phiếu xét nghiệm giả cho khán giả trận bóng Việt Nam-Nhật Bản vừa diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối ngày 11 tháng 1. Cụ thể, nhóm đối tượng đã dựng một lều test nhanh bên ngoài sân vận động, bán giấy xác nhận với giá 200.000 đồng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu nhiều phiếu xét nghiệm in sẵn, đóng dấu, âm tính, cùng dấu đỏ. Tính từ 12 giờ trưa ngày 11 tháng 11 cho đến khi bắt đầu trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, các đối tượng này đã bán ra hơn 300 phiếu xét nghiệm, thu lợi bất chính gần 50 triệu đồng. Hiện Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời điều tra mở rộng các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 11 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử sơ thẩm Vũ Văn Tiến sinh năm 1990, Phạm Văn Phúc sinh năm 1990, Phạm Văn Đạo sinh năm 1988, Vũ Văn Toàn sinh năm 1987 và Vũ Văn Phong sinh năm 1987 đều ngụ tại huyện Bảo Lâm về tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ ngày 31 tháng 1 năm 2019, Vũ Thanh Toàn đến nhà anh Võ Thành Trung để nói chuyện về việc nợ tiền đất của vợ chồng anh trai thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với Phạm Văn Đạo. Sau đó, Toàn về gọi Vũ Văn Tiến là em trai, Vũ Văn Phong là em họ, Vũ Văn Thi là anh trai và Lê Văn Toàn là bạn của Thi để cùng đi tìm Đạo nói chuyện và xảy ra đánh nhau. Tại đây, Tiến sử dụng dao nhọn 17cm đâm Trần Quang Sĩ gây thương tích 61%, Phạm Văn Đạo thương tích 38%, Phạm Văn Phúc dùng cục bê tông ném trúng đầu Vũ Văn Thi gây thương tích 38%. Các đối tượng còn sử dụng hung khí là cây sắt tham gia rượt đuổi đánh nhau. Tại phiên tòa, 5 bị cáo tỏ thái độ ăn năn, hối cải. Bên cạnh đó, gia đình các bị cáo cũng đã bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 190 triệu đồng nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Trên cơ sở đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Văn Tiến 14 năm tù, Phạm Văn Phúc 4 năm tù, Vũ Văn Toàn 3 năm tù, Vũ Văn Phong 2 năm tù và Phạm Văn Đạo 3 tháng tù giam. Chương trình Nhìn từ Phố Yến hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.